Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Phạm Trí Dũng. Rất có thể, chẳng hề là một sự trùng khớp ngẫu nhiên. Chỉ ít ngày sau chuyến công du hai nước Phi Châu là Ai Cập và Ethiopia của Trần Đại Quang, Chủ tịch nước, vào tháng 8 năm 2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do ông Lê Minh Hưng, con trai của cựu Bộ trưởng Công an Lê Minh Hương, đã bất thần ban bố một văn bản pháp quy với cấp độ thông tư của cơ quan này về việc cho phép bảy tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam được dùng đồng nhân dân tệ để thanh toán trong các hoạt động buôn bán làm ăn với Trung Quốc. Ethiopia lại là biểu tượng đầu tư của Trung Quốc ở châu Phi. Thị trường Ethiopia tràn ngập hàng Trung Quốc, từ quần áo đến đồ gia dụng bằng nhựa hoặc thiết bị điện tử và máy móc, vân vân. Bắc Kinh được lợi rất nhiều trong chiến lược hợp tác thương mại quá mất cân đối này. Năm 2016, Ethiopia có kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 88,7 triệu đô la, nhưng giá trị nhập khẩu lên đến 3,21 tỷ đô la. Ba năm trước, khi Trần Đại Quang chinh phục Phi Châu và khi Tổng thống Robert Mugabe của một quốc gia châu Phi khác là Zimbabwe còn chưa biến thành một thứ mồ ma còn sống. Hậu quả khủng khiếp của chế độ độc tài gia đình trị, nạn tham nhũng không giới hạn và tỷ lệ lạm phát không tưởng hàng tỷ phần trăm. Quốc gia Nam Phi Zimbabwe đã đi tiên phong trong toàn châu Phi khi chấp nhận dùng đồng nhân dân tệ một cách chính thức trong hệ thống thanh toán nội địa để được tạm thoát khỏi một cái bẫy đã răng sẵn, được Trung Quốc xóa cho 40 triệu đô la tiền nợ đáo hạn năm 2015. Cũng vào năm 2015, một hiện tượng lạ lùng như thể quân hồi vô phèng đã xảy ra ở Lạng Sơn, một trong bảy tỉnh vùng biên giới phía Bắc Việt Nam và là nơi buôn bán làm ăn sâm uất nhất với Trung Quốc. Có đến hàng trăm sạp đổi tiền nhân dân tệ công khai tại chợ đổi tiền lớn nhất Lạng Sơn ở sân vận động Đông Kinh, cũng công khai dòng chữ điểm thu đổi ngoại tệ nhân dân tệ nhưng không phải đến lúc đó, những chủ sạp đổi nhân dân tệ ở Lạng Sơn mới ăn nên làm ra, mà họ đã làm công việc này từ năm 2010, nghĩa là ngay vào thời gian Trung Quốc bắt đầu xây dựng chính sách biến nhân dân tệ thành tiền tệ chính tại một nước khác sẽ thúc đẩy tiến trình quốc tế hóa nội tệ của Trung Quốc. Kết quả rất thành công dành cho Bắc Kinh là đi chợ Lạng Sơn tiêu tiền Trung Quốc và năm 2015, một ít tờ báo Việt Nam đã thuật lại rằng ở các chợ lớn của Lạng Sơn như chợ đêm, chợ kỳ lửa, các chợ giáp biên như Tân Thanh, Đồng Đăng, Chi Ma, vân vân đều có thể dễ dàng giao dịch hàng hóa bằng đồng nhân dân tệ. Các chủ hàng buôn bán với Trung Quốc sở hữu lượng nhân dân tệ rất lớn. Họ thường sang nước bạn mua hàng hóa trước khi nhập vào các chợ ở Lạng Sơn và mang về dưới xuôi. Đến năm 2017, chung với thời điểm dự luật đặc khu được một nhóm quan chức cao cấp Việt Nam trong đó có cựu bí thư Quảng Ninh Phạm Minh Chính mà hiện là ủy viên Bộ Chính trị kiêm trưởng Ban Tổ chức Trung ương âm thầm hoàn chỉnh để đưa ra Quốc hội thông qua với thời hạn cho nước ngoài thuê đất đến 99 năm mà bị coi là một hình thức nhượng địa và bán nước cho Trung Quốc đến lượt thành phố Hạ Long ở tỉnh Quảng Ninh bị báo chí phát hiện trở thành điểm tiêu tiền nhân dân tệ công khai cùng số lượng lớn bởi du khách Trung Quốc sau Hạ Long là Nha Trang và cả Đà Nẵng những phố tàu nhàn nhạt mọc ra từ Bắc Chí Nam trên dẻo đất hình chữ S. Về thực chất, đường lưỡi bò của Trung Quốc không chỉ phát huy tác dụng của nó bằng hàng trăm ngàn bản đồ nước này được bày bán trên khắp thế giới, bằng hàng chục ngàn tàu cá và tàu hải giám liên tục quần thảo trên Biển Đông, mà còn trên đất liền bởi cuộc xâm lăng của đồng nhân dân tệ khi đánh bạt đồng tiền Việt Nam ở khu vực biên giới, nơi mà vào năm 1979, quân đội Trung Quốc đã bị thất bại thê thảm trong một chiến dịch xâm lăng bằng quân sự. Cũng rất có thể, chẳng hề là một sự trùng khớp ngẫu nhiên thông tư nhân dân tệ hóa biên giới phía Bắc của Ngân hàng Nhà nước phát sinh ngay sau chuyến công du của Trần Quốc Vượng, thường trực Ban Bí thư, sang Bắc Kinh vào cuối tháng 8 năm 2018. Trong đó có cuộc gặp với Tập Cận Bình mà một bức ảnh về tư thế ngồi của hai nhân vật này đã phản chiếu rất rõ vị thế, chủ, tớ. Nhân dân tệ hóa biên giới phía Bắc là một chính sách lớn không chỉ liên quan đến an ninh tiền tệ mà cả về quốc phòng của Việt Nam. Không thể chỉ được quyết định bởi một ủy viên Trung mương Đảng như Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng mà phải được chỉ đạo từ những cấp cao hơn hẳn ông Hưng. Vậy phải chăng việc dùng đồng nhân dân tệ để thanh toán ở các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam là một trong những cam kết nằm trong các văn kiện mà Nguyễn Phú Trọng đã ký kết với Tập Cận Bình và nhiều khả năng Tập Cận Bình đã vừa nhắc nhở Trần Quốc Vượng vào tháng 8 năm 2018 để ông Vượng về truyền đạt lại cho ông Trọng phải thực hiện gấp cam kết trên. Hoàn toàn có thể xem chỉ đạo trên nếu quả đúng như thế là bước hợp thức hóa cho thực tế đồng nhân dân tệ đã được lưu hành và thanh toán tràn lan ở các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam trong hàng chục năm qua, bất chấp pháp lệnh ngoại hối và các nghị định thông tư hướng dẫn quy định rằng trên lãnh thổ việt nam trừ các trường hợp được sử dụng ngoại hối quy định còn lại mọi giao dịch thanh toán niêm yết quảng cáo báo giá định giá ghi giá trong hợp đồng thỏa thuận và các hình thức tương tự khác bao gồm cả quy đổi hoặc điều chỉnh giá hàng hóa dịch vụ giá trị của hợp đồng thỏa thuận của người cư trú người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối dù luôn bị các cơ quan có trách nhiệm của Việt Nam dấu biến, nhưng con số về giá trị buôn bán tiểu ngạch hàng năm giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn được một vài chuyên gia phản biện độc lập nêu ra từ 20 tới 30 tỷ đô la. Cũng có nghĩa là mỗi năm Việt Nam bị chảy máu ngoại tệ từ 20 đến 30 tỷ đô la sang Trung Quốc để cộng với giá trị nhập siêu của Việt Nam từ 25 đến 30 tỷ đô la theo đường chính thức song phương thương mại với Trung Quốc. Tổng giá trị nhập siêu mỗi năm của Việt Nam từ Trung Quốc phải lên đến trên 50 tỷ đô la. Riêng trong cơ chế xuất hàng tiểu ngạch, doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam đương nhiên phải nhận thanh toán bằng nhân dân tệ. Nhưng khi Việt Nam nhập khẩu, liệu các doanh nghiệp và doanh nhân Trung Quốc có chịu nhận đồng tiền Việt Nam hay đòi phải thanh toán bằng đô la Mỹ, tức vẫn tái diễn tình trạng chảy máu đô la Mỹ? Dấu hỏi rất lớn trên, chưa bao giờ được các bộ ngành chức năng của Việt Nam từ ngân hàng nhà nước đến bộ công thương và bộ kế hoạch và đầu tư cùng các chính quyền các tỉnh biên giới phía Bắc làm rõ. Từ nhiều năm qua, tất cả vẫn bị giới quan chức Việt Nam dấu biến, trong khi dư luận xã hội luôn si sầm câu chuyện các doanh nghiệp Trung Quốc luôn chi dưới gầm bàn thoáng nhất cho giới lãnh đạo Việt Nam. Về mặt an ninh tiền tệ và chủ quyền kinh tế, nhân dân tệ hóa biên giới phía Bắc chính là một thất bại lớn và càng khiến người dân Việt có cơ sở để mang nỗi tuyệt vọng rằng bản hiệp ước thành đô được cho là đã được lén lút ký kết giữa các lãnh đạo Việt Nam với lãnh đạo Trung Quốc vào thập kỷ 90 của thế kỷ 20 để đưa Việt Nam trở thành một tỉnh của Trung Quốc vào năm 2020 đang được giới lãnh đạo hậu bối của Việt Nam dắp tầm thi hành bằng thủ đoạn sắp nhập tiền tệ trước khi tiến tới sắp nhập lãnh thổ. Phạm Trí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng từng bị công an bắt vào năm 2012, năm 2013 tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, năm 2014 cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, được tổ chức phóng viên không biên giới vinh danh Anh hùng thông tin. Blog của nhà báo Phạm Trí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.